Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2024 anh các anh chị, cuối năm này các anh chị ơi. Đây, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác ha. Đây, hôm nay thì em quay ở trong nhà. Đầu tiên thì em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cặp dĩa Nhật ha các anh chị. Một cặp dĩa Nhật, một dĩa là Sơn Thủy Thiên Hạ Thái Bình, có tích là tứ văn nha các anh chị, tích tứ văn và ở sau là có mộc vuông xanh ha. Nhưng mà cái dĩa này thì nó bị chân chim. Còn dĩa thứ hai là một cái dĩa tích là chim hoa và nó cũng bị chân chim, nhưng mà hiệu đề nó là hiệu đề nội phủ các anh chị. Hai cái dĩa Nhật này thì nó có đường kính rơi vào là 13 cm các anh chị, 13 cm. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 400.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Một dĩa là mộc xanh vuông và một dĩa là có hiệu đề là nội phủ. Có những cái dĩa này là rơi vào cũng 7-80 năm hết trơn các anh chị. Tình trạng của nó là có bị chân chim ha các anh chị, 400.000 và bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái ống bút hoặc là ống đũa gốm lái thiêu chuẩn xưa. Tình trạng của cái ống bút này là em thấy có một cái đường găng rất là nhỏ như thế đây. Gạn này là chỉ là găng gạn thời gian thôi các anh chị, không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ hết trơn. Đây, và đặc biệt cái ống bút này nước men còn bóng khỏe, bóng kiến luôn các anh chị. Và ở đây là có thấp thoáng một ngôi nhà, xa xa là một ngọn núi và ở đây là có những cái cánh bườm ha các anh chị. Đây, ở sau là cánh cò bay lả bay la. Ống bút này có tình trạng làm đẹp 99%. Còn ví dụ như là những cái khách hàng dễ tính thì những cái tình trạng của nó là cũng rất là thông cảm được ha các anh chị. Chiều cao của cái ống bút này rơi vào là 13 cm và đường kính miệng rơi vào là 9 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên các anh chị và cô bác là một cái ly lái thiêu hoặc là một cái tách lái thiêu chữ thọ hả anh chị. Cái tách lái thiêu này là những cái tách là trước năm 75 chuẩn xưa và rất là dày nặng hả các anh chị, rất là dày nặng luôn các anh chị. Tình trạng là lành đẹp hết trơn và đặc biệt cái tách này là thứ nhất là chấm khắc chữ thọ và cái quai là quai đầu con voi hả các anh chị. Bao các anh chị rất là hiếm trên thị trường mà những cái tách như thế này rất là quý hả các anh chị. Đây, có rất là giá trị luôn. Màu da lưu hả các anh chị, màu da lưu, chiều cao rơi vào là 12 cm, đường kính miệng không tính tới quai là rơi vào là 8 cm, mà nó nặng lắm các anh chị, cực kỳ nặng luôn. Mà đặc biệt các anh chị thấy không, đầu voi nè, thấy ngà, thấy mắt đàng hoàng, thấy miệng đàng hoàng các anh chị, miệng là sổ lỗ đàng hoàng các anh chị, miệng là có sổ lỗ thông qua bên kia đó. Còn ở đây là chữ thọ hả anh chị, chữ thọ ha, cái này chữ phúc nè, cái này làm như chữ phúc nè, còn chữ này là chữ thọ nè các anh chị, chấm khắc rất đẹp luôn. Ở đây là có hình chiếc lá hay cái đuôi con voi ha các anh chị. Đúng rồi, cái này cái đuôi con voi, còn cái này là cái đầu con voi. Đây, cái ly lái thiêu này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nhạo Sài Gòn chuẩn cổ ha. Nhạo này là nhạo cúc. Đây các anh chị, gốm Sài Gòn chuẩn cổ, tình trạng là lành đẹp tuyệt đối ha các anh chị. Lành đẹp tuyệt đối, những cái nặm hai bầu. Cái nhạo cái nặm hai bầu như thế này thì giờ rất là ít có luôn các anh chị, nhưng mà giá của nó rất rẻ. Hồi xưa những cái này thì rơi vào khoảng có 2,7-3 triệu một cái. Đây, nắp của nó cũng là nắp Sài Gòn nhưng mà em thấy nó hơi khác màu một tí ha các anh chị, có thể gọi là lai, nhưng mà lai này lai hợp lý ha các anh chị. Đây các anh chị xem, tình trạng là lành đẹp tuyệt đối ha các anh chị. Một cái nhạo hai bầu, đây dồi gin quai gin, đây lành đẹp hết trơn ha. Cái nhạo này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì em có một cái bình trà gốm lái thiêu tích là tảo ngư ha các anh chị. Bình trà này có dung tích rơi vào là 1,5 lít ha các anh chị. Tình trạng của cái bình trà thì em coi đây, cái nắp ha các anh chị, hơi bụi ta. Đây các anh chị xem, đây cái nắp, tình trạng là lành đẹp. Em lấy điện thoại nha, coi hai điện cái đi. Tiếp đến em xin giao lưu đến các chị và cô bác là một cái bình trà tảo ngư gốm lá thiêu chuẩn xưa. Bình trà này là gốm lá thiêu màu, có dung tích rơi vào là 1,5 lít, tình trạng là cũng là lành đẹp, có thể gọi là tuyệt đối luôn các anh chị. Đây các anh chị xem nắp ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây cái nắp là các anh chị, cốt rất là sạch luôn, có thể gọi là, nói chung là cái bình trà này là lành đẹp như là 99%. Ở cái khúc ở dưới đây là có khờn rất là nhẹ luôn ha, giờ bên ngoài không thấy ha các anh chị. Rồi tới cái thân này, tảo ngư ha các anh chị, tảo ngư. Đây, dồi ghiên luôn các anh chị, dồi là ghiên hết trơn luôn. Phía sau là có minh văn và hai cái lỗ tai là lành đẹp hết trơn anh chị, hai lỗ tai là lành đẹp, dung tích 1,5 lít. Bình trà gốm đá thiêu tích tảo ngư này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 1,8 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái này là hai cái bình bông, nó giống nhau nhưng mà em lên bán chung một bộ gì luôn ha các anh chị.
Xin giao lưu đến các chị và cô bác là một cái hai cái bình bông gốm lá thiêu, tức là chim hoa hoặc là phú quý bắt đầu. Các anh chị chuẩn xưa, chiều cao của cái bình bông cao này thì rơi vào là 13.8 cm, còn bình bông mini này cao chỉ rơi vào là 11.8 cm ha các anh chị. Tình trạng thì cái bình to này là lành đẹp tuyệt đối luôn các anh chị, không tuyệt đối ha, bị khờn khờn nhẹ ngay cái chân gót chân đen tí ha các anh chị, chôn rất là già luôn ha. À, các anh chị nước men thì bóng khỏe luôn ha. Những cái bình này bao các anh chị là hiếm trên thị trường ha, hiếm trên thị trường. Rồi bình bông thứ hai, đặc biệt cái bình bông mini này là kiếm không có ha các anh chị, kiếm không có luôn. Đây có thì nó cũng giá nó cũng cao ha các anh chị. Đây bình bông con chim rẻ cũng rất là tơ tóc luôn ha. Cái cặp bình bông gốm lá thiêu này xin giao lưu đến các chị và cô bác với giá là 2,5 triệu bao ship đến các chị và cô bác ha, 2,5 triệu bao ship đến các chị và cô bác. Tiếp đến xin lên các chị và cô bác một cái ly là gốm Biên Hòa trước 75 ha các anh chị. Cái ly này, một cái tách này cũng là tách là đầu con voi và đuôi cũng là con voi ha các anh chị. Cái quai là đầu con voi ha các anh chị. Đây và chấm khắc ha. Gốm này là gốm đồ là dòng Trần Minh Đạo ha anh chị. Trần Minh Đạo ha các anh chị, chuẩn xưa trước 75. Ở chôn của nó là có mọc luôn nè các anh chị, có mọc luôn ha. Cái này là Trần Minh Đạo hay là Trần Minh Đạm gì đây? Có mọc luôn ha, mọc chữ Minh Văn đàng hoàng mọc lò ha các anh chị. Đây ở trong là lành đẹp hết trơn ha, ở sau đây thì em không biết sao mà có dính miếng keo thôi, còn ở trong đây lành đẹp, nói chung là lành đẹp tuyệt đối của cái chung Trần Minh Đạo như thế này, chuẩn xưa. Em xin giao lưu đến các chị và cô bác với giá là 1,8 triệu bao ship đến các chị và cô bác ha, 1,8 triệu bao ship. Khoan, chiều cái đo kích thước và chiều cao, chiều cao của cái tóc này thì rơi vào là 7 cm, đường kính miệng không tính quai là rơi vào 8 cm ha các anh chị, 1,8 triệu bao ship đến các chị và cô bác. Tiếp đến thì em lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình lâm đào xương ha các anh chị. Một cái chóe ha các anh chị, cái này một cái chóe lâm đào xương, cái này là có nằm trong sách và đã đi đấu giá không phải đi triển lãm trưng bày rồi ha các anh chị. Đây một cái chóe lâm đào xương rất là đẹp luôn. Ở đây là người xưa người ta đã chế cái dồi ha các anh chị, dồi này là dồi chế ha. Cái này là người ta là chế ngẫu nhiên thôi chứ không phải là nó bị tình trạng gì mà người ta chế lại đâu ha các anh chị. Đây dồi này là dồi Pháp chuẩn cổ luôn ha anh chị, chóe bao các anh chị là chuẩn xưa cổ luôn. Đây mọc lâm đầu xương hoặc là đào xương tác ha các anh chị đó. Còn các anh chị đây, còn cái đây là bông cúc hoặc các anh chị, bông cúc men phun rất là đẹp luôn. Và những cái mặt bọm là các anh chị dòm những cái mặt bọm này mới đúng là đây mặt bọm đẹp. Đây các anh chị xem mặt bọm rất là đẹp luôn, không mắc mặt bọm nào, không âm tóc mặt bọm nào hết trơn ha các anh chị. Đây các anh chị xem ha, đây đó anh cầm được đó, đây các anh chị xem, đây cái mặt bọm rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời đó ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 98%, nó có tình trạng một tí ha các anh chị. Đây em xin đo kích thước chiều cao dòng bụng và sẽ báo tình trạng cho các anh chị xem. Chiều cao của cái ché lâm đầu xương này rơi vào là 37 cm, chiều cao là 37 cm, dòng bụng không tính đeo rơi vào là 79 cm, là số của thằng tài lớn, rất là đẹp luôn. Cái nắp là vô cơm lê luôn ha các anh chị, cái nắp là vô cơm lê rất là đẹp luôn, không lai không gì hết trơn. Nhưng mà tình trạng của nó ở đây em có thấy ga mảnh dán lại, nói chung là cũng có thể là âm tóc, nhưng mà em sẽ bán báo với cái vấn đề là ga mảnh dán lại ha. Nói chung không mất mảnh không gì hết trơn ha các anh chị, dòm kỹ lắm mới thấy. Đây các anh chị xem cái phần đây nè, đó như cái mũi bưởi gì ha các anh chị, nhưng mà được có cái nó rơi vô cơm lê của nó ha các anh chị. Rồi còn tới cái thân ha các anh chị, cái thân thì em thấy có tình trạng là nó có bị gạn gió như thế này, gạn rất là nhẹ ha các anh chị, mà nhưng mà có cái này nó rất là nặng luôn. Đây cái chẻ này nặng khủng khiếp mà nói nè các anh chị, xem phía trong cái lỗ của nó là các anh chị như cái đầu đũa vậy các anh chị, lỗ y chang như đầu đũa vậy thôi đó các anh chị xem. Ở trong là có chám men luôn ha. Cái ché lâm đào xương này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 6,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 6,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác, tình trạng là đẹp 98%. Đồ này là đồ có trong sách luôn nha các anh chị. Đây rồi, tiếp đó thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một món đồ trắng xanh gốm lá thiêu nữa, tức là phú quý bạc đầu. Những cái bình bông này thì rất là quen thuộc đến các anh chị và cô bác nhà sưu tầm ha các anh chị. Chiều cao rơi vào 30.3 cm, chiều cao 30.3, đường kính miệng thì rơi vào là 14.5. Đây con chim rất là đẹp nha các anh chị, dòng bụng rơi vào là 49 cm. Đây các anh chị xem rất là đẹp luôn. Đây ở sau đây có minh văn luôn nha các anh chị, sau là có minh văn luôn, nước men thì bóng khỏe tuyệt vời. Tình trạng ở đây thì em thấy nó có găng, cái này là cái này là như cái vết chày thôi các anh chị, những cái vết chày, những cái vết tóc bạc thôi nè. Đó các anh chị xem, đây các anh chị xem, đây ngồi lại con chim à. Đây con chim đây các anh chị đó,
rất là rõ nét luôn ha các anh chị. Cái này đúng nghĩa là phú quý bạc đầu luôn ha các anh chị, giàu sang phú quý ha. Còn sao Minh Văn là các anh chị nước men bóng đẹp lắm, ở trong thì cốt rất là sạch sẽ, không âm không tóc không xiên cốt gì hết trơn, không thấy. không thấy gì hết trơn ha các anh chị. Bình bông này là cao tới 30.3, em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu 3 bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 2 triệu 3 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái gói vạn ninh ha các anh chị, hai cái gói vạn ninh đây. Đầu tiên thì xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái gói lanh ha. Những cái gói vạn ninh cái này là thứ nhất là đã rơi vào là cổ vật rồi các anh chị, cuối 19 đầu 20, nhưng mà mình bắt đầu mình chơi mình bỏ qua những cái tích hoa thì mình vô những cái tích lăng thú hoặc là sen dịch, những cái tích đó rất là hiếm ha các anh chị. Đây còn lăng ha các anh chị, và không những có lăng và nhưng lại còn có minh văn nữa, có lăng có minh văn ha các anh chị, có thi có nhân có vật đàng hoàng hết trơn, hai đồng tiền ha các anh chị, hai đồng tiền. Bên đây cũng là có minh văn luôn ha các anh chị, xem rất là đẹp. Tình trạng của cái gói vạn ninh này là lành đẹp 99%, lành đẹp hết trơn ha các anh chị. Đây còn lăng nè các anh chị đó, cái gói vạn ninh này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác, 3 triệu rưỡi ha. Rồi tiếp đến thì có một cái gói nữa là một cái gói sen dịch ha. Các anh chị thấy là gói sen le gốm Sài Gòn rất là nhiều, nhưng mà kiếm một cái gói sen vịt gốm Vạn Ninh cuối 19 hoặc là Vạn Ninh Tam Thái này kiếm không ra ha các anh chị. Và đặc biệt ở đây là có hai con dê tượng trưng cho là phúc báo phúc đức ha các anh chị. Đây ở sau đây là hai cái đồng tiền cũng giống như gói kia, nhưng mà ở đây là cái họa tiết nó khác nè, họa tiết viền nó khác ha, cái họa tiết khác ha, hai họa tiết khác nhau rõ rệt luôn ha các anh chị. Đây cái gói sen dịch ha, à, mặt bên đây cũng là sen dịch luôn ha các anh chị xem đó, Vạn Ninh Tam Thái. Và đặc biệt cái gói này có mọc luôn các anh chị, có mọc lò luôn, cuối 19 đầu 20 chuẩn cổ ha. Cái gói Vạn Ninh tích sen dịch này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác, mắc hơn cái gói kia là 1 triệu nha các anh chị, nhưng mà rơi vô đầu hiếm. Rồi tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái trò quả tử ha, cái trò chưng trái cây là gốm Sài Gòn chuẩn cổ ha. Cái trò này được cái tích là anh hùng độc lập ha các anh chị, đây mãnh hổ hoặc là gọi là chúa sơn lâm ha các anh chị. Những các anh chị và cô bác nào tuổi hổ hợp mệnh mua cái dĩa này về cái chơi rất là ok, rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn ha. Và những cái dĩa này bao các anh chị rất là hiếm có trên thị trường. Đây hồi xưa là khi các anh chị mua những cái dĩa này các anh chị phải cầm tiền chục mới mua được những cái dĩa này ha các anh chị, chứ không phải là 5-10 triệu mà mua được cái dĩa như thế này đâu các anh chị. Những cái dĩa này rất là hiếm luôn ha. Đây ở chôn của nó là có minh văn ha các anh chị, có mộc lò chứ không phải minh văn, có mộc lò, có mộc lò 4 chữ ha các anh chị. Và dưới đây thì em thấy nó có không một có cái chim, những có chân chim. cái này có không phải gọi là chân chim đó các anh chị, những cái đường tóc bạc rất là nhẹ luôn, găng gạn thôi ha. Đây ở dưới đây thì có hoa có cỏ ha các anh chị, nhưng mà đặc biệt có cái những cái viền của nó họa tiết súng rất là đẹp luôn. Đây con hổ ha các anh chị, đây con hổ nè, nhiều anh chị nói con mèo là không phải nha các anh chị, con hổ mãnh hổ chúa sơn lâm hoặc là tích một người như một mình nói như thế này gọi là anh hùng độc lập ha các anh chị. Em xin đo kích thước chiều cao thì rơi vào là 6 cm, chiều ngang như thế này rơi vào tặng 25 cm, còn chiều sâu như thế này thì rơi vào tặng là 16 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 6 triệu 8 bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 6 triệu 8 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên các anh chị và cô bác là một cái bình trà sen gốm Sài Gòn ha. Tình trạng là lành đẹp ở dưới mộc lò Nam Phong ha các anh chị, sen rất là đẹp luôn. Đây dồi ghim lỗ tai ghim, đây nắp ghim ha các anh chị, đó các anh chị xem. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác cái bình trà sen không có dịch nha các anh chị, bông sen luôn, quắc hoa ha các anh chị, quắc hoa. Đây cái bình trà này tình trạng lành đẹp, dung tích khoảng có nửa lít nước ha. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 1,2 triệu bao ship, bao các anh chị là rẻ nhất thị trường luôn. Rồi tiếp đến thì em có một cái chung nhật mã liễu ha, đây một cái chung nhật mã liễu chuẩn cổ ha các chị, có hiệu đề ở đây là ngoạn ngọc ha, chung này là chung nhật chứ không phải là chung tàu ha các chị, nhưng mà vẫn là rơi vô tuổi cổ vật ha. Có hai con dê luôn, hai con dê, một con ngựa, hai con ngựa ha, mã liễu ha các chị, mã liễu. Cái chung mã liễu này xin giao lưu đến các chị và cô bác với giá là nhiêu ta, 850.000 bao ship đến các chị và cô bác, bao các chị là cổ vật là chơi là thoải mái luôn ha, nói mới trả lại ha các chị, 850.000 bao ship. Tiếp đến thì em xin lên cho các chị và cô bác là một cái đây này rất là đẹp luôn. Đây xin giao lưu đến các chị và cô bác là một cái thủy bồ gốm Sài Gòn, tích là lã giọng câu cá ha các chị, tích là lã giọng câu cá, bao các anh chị rất là hiếm luôn nè.
Bữa nay là trên cái phiên live này là tất cả đa số là những cái đồ mà rất là đáng để sưu tầm ha các anh chị, và rơi vào những cái đồ hiếm mà giá cả thì nói chung nó rẻ hơn trước rất là nhiều luôn. Đây các anh chị xem rất là đẹp luôn, bốn cái chân tam sơn là còn yên nguyên luôn ha các anh chị. Tình trạng thì lành đẹp tuyệt đối hết trơn, nhưng mà đặc biệt con cái sơn thủy vẽ rất là đẹp luôn. Là các anh chị xem lã giọng câu cá ha các anh chị, lã giọng câu cá chờ thời ha các anh chị. Và đặc biệt có minh văn, hai bên cạnh là có minh văn hết trơn ha, chẻ góc cắt góc trầm tư rất là đẹp. Đây các anh chị xem đó, ở sau đây vẫn vẽ sơn thủy những cánh bườm những cánh cò bay lả bay la, xa xa là ngọn núi ha các anh chị. Đây cắt góc rất là đẹp luôn, cắt góc là các anh chị dòm vô là biết chặt góc rất là ngon lành. Ở bên đây vẫn có minh văn đó các anh chị xem, rồi chôn nè ha các anh chị, chôn rất là bóng lưỡng ha. Và phía bên trong đây là các anh chị viền là hoa các anh chị, viền là viền hoa, cái này lâu ngày không có lau chùi dọn dẹp nó bụi các anh chị. Và tình trạng ở đây em có thấy rồi, đây nó bị khờn ở đây rất là nhẹ luôn các chị. Thủy bồn hoặc là cái dáng người ta gọi là đá dế, đá cá dành cho những cái vua quan ngày xưa, những cái thú vui, những cái thú tiêu khiển ngày xưa các anh chị. Đây nhưng mà đặc biệt ở đây là sơn thủy tích người nha các anh chị, lại giọng câu cá ha. Cái thủy bồn này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 6 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 6 triệu rưỡi bao ship. Có chiều cao rơi vào là 8 sen, đường kính như thế này rơi vào là 20.3 cm, chiều sâu như thế này thì rơi vào là 15 cm, 6 triệu rưỡi bao ship đến anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho anh chị và cô bác là một cái bình trà, bình trà này to á chứ. Đây một cái bình trà Sài Gòn men phong Thúy Hồng ha các anh chị, tích là bông này là bông gì đây, bông này là bông cúc. Bông cúc ha các anh chị, bông cúc hoặc là bông hồng gì đó. Phía sau đây là minh văn bốn chữ. Tình trạng của cái bình trà này là lành đẹp tuyệt đối luôn ha các anh chị, nhưng mà được có cái rơi vào size to. Đây các anh chị xem size to. Này ghi số 1. Đây các anh chị xem. Đây, mình dằn bốn chữ ha các anh chị. Đây, quai của nó là có size em để vậy luôn, em không thay ha các anh chị. Đó, cái nắp, riêng cái nắp này các anh chị tới chừng cần kiếm thì nó thẳng ra là 1 2 triệu mua không có. Đây, tình trạng là lành đẹp tuyệt đối ha các anh chị. Rồi nên coi kỹ ha. Cái lỗ tai còn yên nguyên nè, lỗ tai còn nguyên ha, lỗ tai bên đây cũng nguyên, dồi ghim, cái miệng của nó là không bị gì, không thẩm mỹ, rất là đẹp luôn, men phun Thúy Hồng. Cái bình trà này dung tích khoảng rơi vào 2 lít nước nha các anh chị, em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác, 3 triệu rưỡi bao ship. Chiều cao thì rơi vào là 16.5 cm, chiều ngang như thế này thì rơi vào tặng tới 18 cm là các anh chị, một cái bình trà khá là to. Rồi cái miếng cái này là cái gì ta, cái này là giống như là cái hũ mực gì các anh chị, hũ mực hay là ống bút gốm Sài Gòn chuẩn cổ, tích là cá ba đuôi hoặc là tảo ngư ha các anh chị, hàng này là hàng đấu giá ha các anh chị, rất là đẹp luôn, hiếm có mini, và được con cái là có hai mặt bọm luôn ha anh chị. Tình trạng của cái này là lành đẹp, ở chôm là có mọc lò, đây các anh chị xem rất là đẹp luôn. Minh văn bên hông, minh văn phía sau và hai mặt bọm, đây các anh chị xem. Em xin đo kích thước. Chiều cao thì rơi vào là 11.5 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 6 cm. Đầu nãy thì so sánh với cái này nè, hai cái bằng nhau. Đó, hai cái hai anh em bằng nhau, các anh chị đều là 11 chấm mấy. Cái hũ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác. Một cái hũ mực, một cái lọ mực hay là một cái ống bút cá ba đuôi tảo ngư gốm Sài Gòn chuẩn cổ ha các anh chị, đáp ứng được là những cái vị khách là khó tính nhất luôn ha. Thứ nhất là lành đẹp, còn cái chỗ này là lỗi lò thôi các anh chị, chỗ này là lỗi lò thôi, vừa có minh văn nè các anh chị, vừa có mọc lò nè, và có cái là tích cá ba đuôi này rất là ít có luôn ha. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác thêm một cái chung trà mini gốm Sài Gòn tích sơn thủy nha. Những cái chung như thế này giờ ít có nha các anh chị. Chiều cao rơi vào là 6 cm, 5.9, 5.8 nè các anh chị. Đường kính rơi vào là 6.5 cm, wide rim ha, sơn thủy. Cái này là độc ẩm mình nên nè các anh chị, độc ẩm rất là ok luôn. Ở sau đây là có những cái cánh cò, và ở đây là sơn thủy là có sông, có núi, có cây ha các anh chị. Ở chôn đây có mọc luôn ha, ở chôn có mọc nhưng mà tại nó bị lem ha các anh chị. Đây, còn cái quai uống rất là điệu nghệ ha, cái quai uống này rất là điệu nghệ luôn. Cái ly này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 2 triệu rưỡi bao ship. Rồi tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình bông mini lò Nam Phong ha, gốm Sài Gòn, lò Nam Phong. Các anh chị xem, bình bông mini, tích này là tích con chuồn chuồn nha các anh chị, con chuồn chuồn.
Chiều cao của cái bình bông mini này thì rơi vào là 13.8 cm, chiều cao 13.8 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 4 cm và dòng bụng thì rơi vào là 21 cm, dòng bụng 21, chiều cao 13.8. Tình trạng của cái bình bông này là lành đẹp 99%, 99% luôn nha các anh chị, rất là đẹp luôn, có mập lò. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 4,5 triệu bao ship một bình bông mini. Rồi tiếp đến thì có một cái nặng phụng đi bộ thôi các chị, gốm Sài Gòn luôn, cũng là lò Nam Phong. Đây, phụng đi bộ. Ở trên đây, đầu ở đây thì có tình trạng có thể người ta bọc đồng này bao các chị, đồng này đồng cổ luôn ha, nhưng mà em không biết nó có tình trạng gì mà người ta có bọc đồng như thế này. Và có một cái đường găng như thế này là các anh chị xem, một cái đường găng như thế này. Đây, nhưng mà con chim chỉ, con phụng rất là đẹp luôn các anh chị. Phụng xòe ha, phụng xòe ha, hoặc là phụng múa ha các anh chị, phụng xòe phụng múa. Kể cả thấy từng cái gót giò của nó luôn, cái móng giò của nó luôn nè. Đây, cái chân của nó đây ha các anh chị, cái đuôi ở đây. Đó. Cái nhạo này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến thì xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà là lục tì, lục gì? Tiểu đồng văn đào. Một cái bình trà tiểu đồng văn đào cũng là gốm Sài Gòn ha các anh chị, cái nắp lành đẹp. Quá bụi. Cái nắp nè các anh chị. Đây. Cái nắp các anh chị kiếm một cái đường tóc không ra ha. Đó. Đây, tiểu đồng văn đào hoặc là đúng rồi, tiểu đồng văn đào ha, tích người. Đây các anh chị xem mà rơi vào là bình trà mini nữa ha. Này là bụi thôi, bụi thôi ha các anh chị. Ở sau đây là một cái bụi lan chôn đây ha các anh chị, chôn rất là chuẩn chỉnh luôn. Tình trạng của cái bình trà này thì em thấy là có một cái lỗ tai có phết lại, có một cái lỗ tai phết lại ha, còn nhiêu là lành đẹp tất cả hết trơn ha các anh chị, không thấy gì hết trơn, dồi ghim hết trơn ha các anh chị, dồi rất là đẹp luôn, dồi cũng có bụi lan nữa. Tình trạng nó chỉ là có một cái lỗ tai chỗ này phết lại thôi ha các anh chị, mà được con cái rơi vào size mini và tích người luôn ha. Cái bình trà Sài Gòn chuẩn cổ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Rồi, chuẩn bị gần những cái món cuối rồi ha các anh chị. Những cái món cuối là những cái món đẹp ha các anh chị. Đây, tiếp đến xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bình trà vuông, cái bình trà trầm tư, tích lã giọng câu cá. Đây, gốm Sài Gòn luôn anh chị, gốm Sài Gòn luôn ha. Các anh chị xem cái nắp nó đẹp hết biết mà nói ha. Cái nắp nè các anh chị. Đây. Đó, cái nắp đẹp hết biết luôn. Đó, cái nắp là thứ nhất. Đây, cái thứ hai, bình trà các anh chị là White Gin nha các anh chị. White Gin ha. Đây, lã giọng câu cá ha các anh chị. Đây, chặt gốc rất là đẹp luôn. Chặt gốc nè các anh chị, rất là đẹp luôn ha. Cái này là mình tính vô là cái độ tỉ mỉ ha các anh chị. Ở sau đây, tích cổ đầu một cái bình bông, một cái bình bông giữa cái bụi này là bụi cúc ha các anh chị, tích là cổ đầu luôn ha các anh chị. Đó. Ở chôm này các anh chị, chôm ở đây vẫn có bốn cái chân kệ đế rất là đẹp luôn. Tình trạng của cái này thì cũng chả thấy cái gì. Tình trạng là lành đẹp 98% ha. Tình trạng lành đẹp 98% ha các anh chị. Đây. Cái núm ở đây thì em thấy làm như không biết ta có vuốt lại không, thì em có thể cái núm ở đây vuốt lại ha. Nhưng mà tại vì trong đây thì em lại thấy nó lành tích, cũng không có bị tình trạng gì hết trơn, thì em cũng, nhưng mà nó bóng lắm ha các anh chị. Tình trạng lành đẹp 98% ha các anh chị. Đây. Cái nhạo này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 6,8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 6,8 triệu bao ship bao các anh chị là chuẩn cổ ha, lành đẹp và lành đẹp 98% và có cái là rơi vô là đồ rất là hiếm có ha các anh chị. Món cuối cùng em xin lên cho các anh chị và cô bác đây, một cái bình trà. Em lấy cái không không? Cái bình xe. Bình xe trà. Đây. Món cuối cùng xin lên cho các chị và cô bác là một cái bình trà kim chỉ phù dung. Đây, con chim chỉ màu rất là đẹp luôn các anh chị. Các anh chị xem, đây. Tình trạng này thì em chỉ thấy là nó có âm gạn như thế này. Xài bình thường nha các anh chị, xài bình thường nha, xài bình thường nha các anh chị. Những cái này nữa em sẽ gà keo lại hết trơn luôn cho nó có độ chắc cú ha các anh chị. Nói chung bình trà này không thẩm mỹ, không có gì hết trơn ha anh chị, chỉ có mình tình trạng là âm tóc, có âm tóc như thế này. Nhưng mà được con cái rơi vào size to 7 lít ha các anh chị, con chim chỉ rất là đẹp ha. Con chim chỉ rất là đẹp luôn, dễ rất là tơ tóc luôn. Lỗ tai nè các anh chị còn yên nguyên hết trơn luôn ha. Đây, lỗ tai còn yên nguyên. Dồi là dồi ghim của nó luôn, dồi không bị cái gì hết trơn. Cái nắp mà các anh chị, cái nắp rất là đẹp luôn. Nắp rất là to. Đây, cái nắp ở đây thì thấy tình trạng nó có lỗi lò một tí ha. Còn cái miệng nè các anh chị, đó các anh chị xem cái miệng là nó gạn rất là đẹp, không bị gì hết trơn. Nhưng mà rơi vào size 7 lít nha các anh chị. Đây, các anh chị vào phía trong sẽ gõ.
Đây, nó có bị tóc dòng như thế này. Đó các anh chị xem. Và em sẽ ghim chồm này. Nhưng mà rơi vô cái bẫy nó to lắm nha các anh chị. Bao các anh chị hiếm, ở sau là bụi lan ha. Đây, chồm này. Đó. Cái bình trà chim chỉ phù dung này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 7 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác, 7 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây, rất là to nha anh chị. Để em sẽ so sánh với những cái bình trà kia các anh chị sẽ tư duy ra hôm nay là em lên những cái món đồ như thế nào ha. Cái bình trà này là bình trà rất là cũng khá to này. Bình trà thường ngày mình sử dụng đây. Đây, bình đây là bình trà thường ngày mình sử dụng đây. Và đây là cái bình trà hồi nãy em lên, một cái bình trà tiểu đào Vân Đồng. Đó là các anh chị sẽ thấy cái độ to của nó. Và đây là cái bình trà sen hồi nãy em mới vừa lên như thế. Đó, anh chị xem. Từ lớn tới nhỏ, từ nhỏ tới lớn, tiếng như lùi mà lùi như tiếng nha các anh chị. Đây. Cái bình trà này để lên. Nói cái này không, cái miệng của nó bự hơn cái bình trà này nữa các anh chị. Các anh chị xem. Bự hơn rất là nhiều luôn. Đó. Rồi, em cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác ạ. À.